Các bạn thân mến, hôm nay sẽ là một video rất tích cực đến từ một chàng trai có tên là Chit, là một người đến từ Mỹ. Anh đã có một trải nghiệm tuyệt vời tại một quán cắt tóc dạo trên đường phố với người thợ cắt tóc ở thành phố Sài Gòn. Vậy câu chuyện này có chỗ nào tích cực và đã gây ấn tượng với cộng đồng mạng như thế nào? Các bạn hãy cùng Nam theo dõi ngay sau đây nhé! Chào các bạn, hôm nay là một buổi sáng ở Sài Gòn, Việt Nam. Tôi vừa hoàn thành một buổi dạo chơi ngắn quanh khu vực này và thưởng thức một bữa sáng ngon miệng. Khi đi ngang qua một tiệm cắt tóc nhỏ trên đường, tôi đã quyết định thử dịch vụ ở đây. Ở Việt Nam, có rất nhiều thợ cắt tóc trên đường phố. Họ làm việc ngay trên vỉa hè và tôi rất tò mò về trải nghiệm này. Sáng nay, tôi đã gặp một anh thợ cắt tóc rất thân thiện và tôi đã quyết định quay lại sau 1 giờ để cắt tóc. Ở Sài Gòn, trời nóng đến mức tôi đổ mồ hôi rất nhiều. Nhưng điều đó không ngăn cản được sự háo hức của tôi khi quay lại tiệm cắt tóc này. Khi quay lại, tôi thấy tiệm đã đóng cửa và anh thợ không có ở đó. Điều này thật đáng tiếc. Sau khi chờ đợi thêm vài giờ trong phòng khách sạn để tránh cái nóng khắc nghiệt, tôi quyết định quay lại tiệm tóc. Lần này, tôi rất hy vọng anh thợ cắt tóc sẽ có mặt. Khi đến nơi, tôi thấy anh ấy đã trở lại sau giờ nghỉ trưa. Anh ấy rất nhiệt tình và thân thiện và ngay lập tức sẵn sàng cắt tóc cho tôi. Tôi cảm thấy rất phấn khích và mong được trải nghiệm dịch vụ cắt tóc ngoài trời này. Trong khi anh ấy chuẩn bị các dụng cụ cắt tóc, chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện. Anh ấy chia sẻ rằng anh đã làm nghề này suốt 46 năm, trong đó có 40 năm làm việc ở con đường này. Mỗi ngày, anh ấy làm việc ngoài trời mà không có ngày nghỉ. Sự chăm chỉ và tận tụy của anh ấy với công việc khiến tôi rất ngưỡng mộ. Anh ấy chia sẻ rằng làm việc ngoài trời mang lại cho anh ấy nhiều niềm vui và thoải mái hơn so với làm việc trong nhà. Chúng tôi tiếp tục trò chuyện về gia đình và cuộc sống cá nhân. Anh ấy đã kết hôn từ năm 1968 và có một người con trai 38 tuổi, hiện chưa lập gia đình. Anh ấy kể về những khó khăn và thách thức khi làm việc ngoài trời suốt 40 năm qua. Mặc dù công việc có nhiều vất vả, nhưng anh ấy vẫn luôn giữ được sự đam mê và tình yêu với nghề cắt tóc. Anh ấy cũng chia sẻ về tình hình kinh doanh hiện tại. Trước đây, mỗi ngày anh ấy có từ 6 đến 7 khách hàng, nhưng hiện tại, số lượng khách hàng đã giảm xuống còn 4 đến 5 người mỗi ngày. Dù vậy, anh ấy vẫn tiếp tục công việc với sự nhiệt huyết và đam mê. Anh ấy là một người rất chăm chỉ và đáng ngưỡng mộ. Anh ấy đã cắt tóc cho rất nhiều người từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả người Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc và Canada. Anh ấy rất nổi tiếng trong khu vực này và được nhiều người biết đến vì kỹ năng cắt tóc tuyệt vời của mình. Anh ấy cắt tóc rất sạch sẽ và cẩn thận, làm cho tôi cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu. Và sau khi hoàn thành việc cắt tóc, tôi cảm thấy rất hài lòng và biết ơn anh ấy. Tôi quyết định tặng anh ấy một số tiền lớn hơn giá cắt tóc như một lời cảm ơn. Anh ấy rất cảm động và biết ơn sự hào phóng của tôi. Tôi hy vọng rằng số tiền này sẽ giúp anh ấy và gia đình có thêm niềm vui và hạnh phúc. Tôi cũng hy vọng rằng mọi người khi đến Sài Gòn sẽ ghé thăm tiệm cắt tóc của anh ấy và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời mà anh ấy đã cung cấp. Các bạn thân mến, một hành động nhỏ bé nhưng lại vô cùng có ý nghĩa đối với người thợ cắt tóc phải không các bạn? Đây được xem như là kết quả cho sự cần cù, nhiệt huyết, thân thiện mà người thợ cắt tóc lớn tuổi này xứng đáng được nhận. Vậy nội dung này đã gây ấn tượng với cộng đồng mạng như thế nào? Các bạn hãy cùng Nam theo dõi tiếp nhé! Và đừng quên gửi tặng mình nút like để ủng hộ mình có thêm động lực ra video mới nhé! Số tiền mà bạn trao cho người khác. Tôi cảm nhận đó là sự chia sẻ và hỗ trợ đến từ trái tim của bạn. Thật ấm áp, người Việt Nam luôn yêu mến bạn. Bạn thật kiên nhẫn, nếu là tôi sẽ không bao giờ quay lại vì ông ấy đã đóng cửa tiệm. Nhưng bạn thật hào phóng khi cho ông ấy tiền tip. Ông ấy trông rất đáng mến. Hãy cho đi mà không mong đợi nhận lại điều gì. Bạn không chỉ làm cho người thợ cắt tóc hạnh phúc mà còn lan tỏa niềm hạnh phúc đó đến chúng tôi nữa. Thật buồn khi nghe tin bạn sắp rời Việt Nam. Tôi rất muốn xem thêm nhiều vlog về Việt Nam của bạn. Chúc bạn luôn gặp những điều tốt đẹp nhất. Wow, anh ấy đã sốc đến mức gần như không nói nên lời và đó là một cử chỉ thật đẹp từ bạn khi cho anh ấy số tiền nhiều hơn cả số tiền anh ấy kiếm được trong một tuần chỉ từ việc cắt tóc. Tôi không biết thời thơ ấu của bạn như thế nào, nhưng chắc chắn mẹ bạn đã làm rất tốt trong việc nuôi dạy bạn. Tôi chưa bao giờ chứng kiến một chàng trai trẻ nào có trái tim nhân hậu như bạn. Bạn nói đúng Chit, số tiền bạn cho đi không nhiều theo tiêu chuẩn của chúng tôi. Bạn không gặp khó khăn nhiều khi trao đi, nhưng tác động của nó đối với họ là vô cùng lớn. Cắt tóc 50.000 đồng, tiền tip 950.000 đồng, phản ứng không thể đong đếm được. Tất cả du khách nên có cái nhìn tích cực như bạn. Chit, chúng tôi rất tôn trọng bạn vì tấm lòng nhân hậu, kiên nhẫn và yêu thương. Tôi thấy bạn thực hiện sứ mệnh của mình khắp thế giới để giúp đỡ những người kém may mắn hơn, thay vì chỉ làm gì tốt.
tôi kính trọng bạn. Bạn lại làm tôi rơi nước mắt. Lần đầu tiên là với người phụ nữ nhặt rác, bây giờ là với người thợ cắt tóc. Phản ứng của ông ấy đã nói lên tất cả. Không có gì tuyệt vời hơn khi chứng kiến một người mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác. Bạn có hành động như một vị Phật, một trái tim thật nhân hậu. Tôi rất yêu thích video của bạn. Tôi chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất. Tôi rất tôn trọng bạn. Khi tôi đi du lịch ở nước ngoài, tôi thấy nhiều du khách thậm chí không bận tâm để lại tiền tip ở nhà hàng hoặc cho hướng dẫn viên du lịch. Mọi người không hiểu rằng bất kỳ khoản tiền tip nào cũng được đánh giá cao, đặc biệt là ở các nơi khác trên thế giới. Ở Mỹ, mọi người mong đợi nhận tiền tip cả khi dịch vụ tệ. Nhưng thật tuyệt khi ban phước cho ai đó vì dịch vụ tuyệt vời mà họ đã cung cấp và biết rằng họ sẽ sử dụng nó một cách hữu ích. Chúa ban phước cho trái tim của bạn. Thật tiếc khi không có nhiều người như bạn trên đời. Bạn làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Ôi trời, bạn thật là hào phóng, nhân hậu, khiêm tốn, luôn giúp đỡ những người kém may mắn bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu. Tôi đoán rằng cha mẹ bạn đã nuôi dạy bạn rất tốt, tự hào về bạn. 1 triệu đồng có thể mua được rất nhiều thứ cho gia đình 3 người ở Việt Nam. Và đó là lý do tại sao ông ấy sốc và không biết nói gì. Tôi chắc chắn bạn là người đầu tiên cho ông ấy một khoản tiền tiếp như vậy. Và tôi đoán ông ấy sẽ không bao giờ quên suốt đời. Dù sao thì tôi chúc bạn tận hưởng phần còn lại của kỳ nghỉ ở Sài Gòn và chúc bạn có một chuyến đi an toàn và vui vẻ đến Ấn Độ. Tôi rất hào hức chờ đợi video tiếp theo của bạn. Như thường lệ, hãy giữ gìn sức khỏe và luôn an toàn. Chúa phù hộ bạn. Chúc mừng. Nhân tiện, tóc của bạn trông rất tuyệt. Ông ấy đã làm rất tốt, nhưng thật tiếc khi ông ấy không thể tỉa râu cho bạn. Shit, bạn xứng đáng có nhiều người đăng ký hơn và tôi sẽ chia sẻ video của bạn cho tất cả gia đình và bạn bè của tôi. Vì lúc này thực sự đã làm ấm lòng tôi đã khóc vì thật đẹp khi bạn cho thêm tiền cho lần cắt tóc của mình. Người thợ cắt tóc thật tốt và chắc chắn ông là một chuyên gia trong việc cắt tóc. Tôi không thể tin được kỹ năng và tốc độ anh ấy sử dụng kéo để cắt tóc của bạn. Thật sự đáng kinh ngạc. Tôi khóc mỗi lần, đặc biệt là khi bạn cho anh ấy thêm tiền và anh ấy nói bạn yêu tôi. Anh ấy không mong đợi nhiều, chỉ mong đợi 2 đô la, nhưng anh ấy xứng đáng được nhiều hơn thế. Và thật tuyệt vời khi bạn thể hiện sự trân trọng của mình cho lần cắt tóc hoàn hảo bằng cách trả nhiều hơn những gì anh ấy mong đợi. Tôi cũng rất thích cuộc trò chuyện. Bạn thật là một người tuyệt vời. Nếu có 50 tỷ người như bạn, thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Chỉ muốn cho mọi người biết, tên của anh ấy là Cường và anh ấy đã là bạn của cha tôi từ rất lâu rồi. Có lẽ trước khi tôi sinh ra, họ đã có một tình bạn tuyệt vời và đến giờ vẫn không phai nhạt. Tôi có thể đảm bảo rằng tính cách của anh ấy rất tốt. Anh ấy chưa bao giờ đòi thêm tiền sau khi cắt tóc. Giống như bạn, cha tôi cũng cho anh ấy thêm tiền. Tôi nghĩ vì cha tôi không có nhiều thời gian để đi vào trung tâm thành phố gặp anh ấy, nên khi có thời gian, ông ấy chỉ muốn đến đó và có một cuộc trò chuyện thư giãn với ông Cường. Cắt tóc và trò chuyện về cuộc sống của nhau, đó là tất cả những gì tôi có thể chia sẻ. Các bạn thân mến, trên đây là nội dung tích cực mà mình muốn lan tỏa tới các bạn trong ngày hôm nay. Mình cảm thấy rằng sự cho đi là một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Đôi khi, những hành động nhỏ bé như việc của chàng trai Cheat ở trong video có thể tạo ra những ảnh hưởng sâu rộng và ý nghĩa hơn chúng ta tưởng. Sự chào đi không chỉ là việc chào đi vật chất mà còn là sự chia sẻ về tình yêu và niềm vui. Mình hy vọng video này sẽ truyền cảm hứng cho các bạn để thực hiện những hành động tốt đẹp và ý nghĩa trong cuộc sống của mình. Dù là những cử chỉ nhỏ nhặt hay những món quà lớn lao, sự chào đi để có thể làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Nội dung của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like, nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video tiếp theo trên kênh của mình nhé. Mình xin cảm ơn vì các bạn đã coi tới tận giờ phút này. Thân ái xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.